đấy, quay 11 mọi người thấy không? Mọi người thấy quay 1 không? Đấy, thế là mình nhận được 3 lá, chứng tỏ là cái hồi nãy. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ mọi người cách làm sao để cày cỏ 4 lá trong vòng 1 phút thôi là các bạn có thể cày được 1000 cỏ. Ok, và cách đầu tiên nha, cách đầu tiên cực kỳ dễ luôn, đó chính là các bạn bỏ đôi bút vào mua nha. Ok. Thôi cái cách này mình nghĩ là nhiều bạn không thích đâu, cho nên là mình sẽ chọn nó cách thứ hai. Ok. Cách thứ hai thì nó không có bằng cái cách thứ nhất, nhưng mà nó sẽ cũng khá là ok mọi người. Cái này là cày chay nha mọi người, cái này là không bao giờ liên quan tới tiền nha bạn. Với lại các bạn không có sở hữu những con unit xịn ấy để đi gọi là đi đánh á thì không cần luôn, các bạn bán hết cho mình luôn. Nhầm không bán. Ok rồi. Ok thì hôm nay mình sẽ chỉ mọi người cách làm sao chỉ trong vòng 3 phút thôi là chỉ còn 3 phút thôi nha bạn. Nhớ là 3 phút nha là các bạn đã nhận được cỏ 4 lẻ rồi. Đặc biệt không cần phải sở hữu những con unit xịn để đi đánh, không cần luôn nha mọi người ạ. Đấy, chỉ cần một con farm nhất thôi, chẳng hạn như là một con laser này hoặc là một con cung này đấy, hoặc là một con này nó cùi nó đánh được nha. Nhưng mà các bạn phải có một con đánh các bạn, chứ không phải là không có một con đánh đâu. Đấy, phải có một con đánh nha bạn ạ. Nhưng mà con đánh nó không có, chỉ cần gần bằng những con grand như cái kiểu đánh của con grand laser là được nha các bạn. Con này nè mọi người ơi. Đấy, ok. Và nếu như các bạn có uống cái thuốc này nữa đấy, uống thuốc này nữa đấy thì nó sẽ nhân đôi nha. Chẳng hạn như là bạn đi 10 mà nhận được 3 thì khi các bạn uống cái này vô nè, đó thì sẽ được 6 cỏ nha mọi người, 6 cỏ trong vòng 3 phút nha. Đấy, ok. Và chắc chắn là 3 phút thật nha các bạn, từ 3 tới 4 phút nha các bạn ơi. Ok các bạn không thấy gì. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chỉ mọi người luôn. Và nếu như các bạn cần một câu unit xịn chẳng hạn như là con Titan Cloverman thì ở trong Banga Benzolog đều có hết nha các bạn ạ. Ok nha mọi người. Ok, và nơi đó ở dưới phần bình luận này nha. Rồi, và bây giờ thì chần chừ nữa, bấm like video này và hướng dẫn mọi người cách làm sao cày cỏ 4 lá cực kỳ nhanh luôn nha. Let's go. Đi cày lé nha. Đầu tiên mọi người sẽ đi trong vòng LS cho mình. Mọi người đi vô LS cho mình nha. Đấy, LS nha mọi người ơi. Đấy, LS. Rồi, ok. Đó. Đấy, và bây giờ mọi người cứ vào thôi, bật vào và mọi người bật auto skip ngay lập tức nha. Đấy, mình sẽ auto skip nè, vô skip nè. Tầm này mình sẽ cho mấy nhà này nó quay hết trơn nha mọi người, cho mấy này quay hết trơn nha. Tí nữa mà đúng quay 10 nha. Đúng quay 10 là mình phải đánh hết cái quay 10. Đấy, là mới được nha các bạn ạ. Mình phải đặt ra những cái con mà chúng ta có thể đánh được nha. Nói chung là vẫn là Satan nha. Để cho Satan nó có tiền các bạn ạ. Có tiền. Ừ, mà đặt một con thôi, đừng đặt nhiều con. Đặt một con thôi, cứ auto các bạn ạ. Cứ auto năng một phát nha. Rồi, quay 1, quay 2 cho qua hết các bạn ạ. Quay 1, quay 2 thì nó không có quan trọng các bạn ạ. Rồi, tới quay 3 là các bạn phải thủ nha. Quay 3 là thủ ở đây nè. Ok, quay 3 là thủ ở đây. Đặt một cái thôi các bạn ạ, không cần phải đặt nhiều con mọi người ơi. Đấy. Tầm quay 10 là phải đánh hết. Đóng quay 10 là được nha. Như quay đây là quay 1, quay đây là quay 2. Đó, quay đây là quay 2. Quay đây là quay 3 nè. Ủa đâu quay đây quay 4 chứ. Ai da. Ôi giời ơi. Quay 4 nó bị quýnh rồi. Thôi kệ thôi, đây là quay 5 nha mọi người. Đây là quay 5. Nhớ nha mọi người ơi, quay 5 mình sẽ cho quay nha. Rồi quay 6 nè. Nhưng mà miễn làm sao mình tiêu diệt đủ hết mấy cái đóng quay là được nha bạn. Đấy, tiêu diệt 100% cái quay đấy là được nha. Đấy. Cái quay đây là quay thứ 5 nè. Đó, quay đây là quay thứ 6 nè. Nhớ nha mọi người nhớ nha. Tại sao phải nhớ thì nó sẽ có một cái khúc ẩn gì đấy ở phía trước các bạn. Quay 10 là mình sẽ gọi là tối ưu đam nha. Tối ưu đam vô cái tập trung gọi là tiêu diệt hết đống quay 10 cho mình nha. Chuẩn bị ra lên quay 10 là mọi người sẽ đặt nha. Quay 10 mọi người bán con này đi. Rồi đặt con này lên. Không, đánh phía sau. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Lên. Rồi phim. Rồi đặt con này lên, đặt mọi người đừng cho nó quay khác nha. Nhớ đặt quay 10 nha, nhớ tiêu diệt hết đóng quay 10 nha. Tiêu diệt hết đóng quay 10 thôi, chỉ cần tiêu diệt hết đóng quay 10 thôi. Tiêu diệt hết đóng quay 10 thôi, ok 100%. Ok, hiện tại là quay 11 nè. Đấy, tao cho bây giờ phải tiêu diệt hết đóng quay 11 này. Ok, bán cái con này nha. Bán con này đi, bán này này. Đây là quay cũ bạn, mình chỉ cần ăn được cái quay kia là được rồi. Bây giờ thì mình phải hoàn thành cái quay 11 nữa nha. Rồi, ok. Rồi, ok. Tầm này mình sẽ bán hết đóng này luôn. Mình nghĩ nếu mà bây giờ mình không nhận được cái lé đó nữa thì mình phải tiêu diệt hết đóng quay 10. Rồi sau đó mình bán hết. Đó, là nó mới lời các bạn. Tí nó hơi lâu tí nhưng mà nó sẽ ok mọi người ạ. Rồi vào nhà đi mấy cú. Anh chú. Ôi giời ơi. Chạy nhanh lên, chậm cái chân quá. Chạy nhanh lên nào, đấy. Trời ơi, được cái tí máu à. Ôi giời ơi luôn. Rồi, vô nhà 14 luôn rồi. Ok. Đấy, quay 11 mọi người thấy không? Mọi người thấy quay 1 không? Đấy, thế là mình nhận được 3 lá, chứng tỏ là cái hồi nãy là mình đã chỉ mới mình phải tiêu diệt hết quay trước nha. Còn kiểu như quay 7 nha, quay 7 này mà nó đi qua nhưng mà các bạn tiêu diệt hết 100% cái quay 10
là được nha các bạn ạ. Đấy là nó bỏ qua cái quay 7 luôn. Rồi bây giờ mình sẽ vô làm mẫu lại mọi người cho mọi người xem nha. Lúc đầu mọi người đặt cái tiền ra, skip auto vô quên, mọi người phải bấm auto trước nha các bạn ạ. Ok rồi, tầm này mình cho hai cái đợt quay đầu là mình nói chung phải cho quay bạn ạ. Đấy, tầm quay thứ ba là mình sẽ đặt ra mọi người ạ. Đấy, hiện tại là quay 4 nè mọi người ơi. Đấy, tầm quay này là mình sẽ đặt ra. Quay này mình chưa đâu mọi người, mà quay này mình chưa nha mọi người, quay này mình chưa nha. Chưa nha, quay chưa đặt nha, chưa đặt nha. Từ từ đặt mọi người ạ. Quay 6 à. Đợt này nó qua đã. Rồi, tầm này mọi người chuẩn bị đặt nè. Chuẩn bị đặt mọi người ạ. Rồi chuẩn bị đặt nha. Chưa bạn. Rồi, đặt. Đấy. Tầm này đặt là vừa mọi người. Ấy, tại sao đặt là vừa thì tí nữa mọi người sẽ biết. Đấy. Mình chỉ cần như thế thôi. Đấy, rồi mình sẽ quýt đến con sau này. Ấy ra mọi người thấy cái nhớ để ngon nha, đừng cho nó bể trước nha. Đừng cho nó bể trước nha bạn. Đừng cho nó bể trước khi mà quay 10 nha. Cứ từ từ thôi. Đấy. Ok, 200 này, quay 8 nè. Rồi canh cho kỹ nha mọi người, canh cho kỹ nha, đừng cho nó vượt qua nha. Rồi từ từ tầm mình đặt cái này nữa nha. Ok, quay 9 rồi, cho nó câu giờ tí nữa nha. Mình thấy nhà nó sắp bể rồi cho nên là mình từ từ thôi. Chuẩn bị quay 10 là mình thẻ ra nha mọi người, tập trung quay 10 nha, tí nữa là cả đám tập trung quay 10 nha mọi người ạ. Mình sẽ tập trung quay 10 nha, chuẩn bị mình bán tiền rồi, lên quay 10 cái mình bán nè mọi người ạ. Đây, lên 10 đây fan. Ok, rồi quay 10. Rồi đặt cái chỗ này thôi, đặt chỗ này thôi. Nhớ là đặt chỗ này thôi nha, tập trung chỗ này thôi nha. Đấy, đặt chỗ này thôi. Đó. Ok, rồi, quit. Yes. Ok, rồi thế thôi các bạn ạ. Cái đây là đợt quay thứ 7 nha, cái đợt quay là quay thứ 8 nè. Đấy. Nhưng mà mình đã tiêu diệt 100% cái quay 10 rồi. Là được nha các bạn. Đấy, quay 11 cũng được, mình lỡ đạn bên kia mà khỏi bán cũng được, dù sao mấy con này đi tươi. Đấy, khỏi bán cho nó chắc. Đấy, bán chi cho nó chân lâu. Đấy, rồi bây giờ mình chỉ cần chờ đợi thôi. Quá nhanh luôn, 3 phút 4 mà mấy giây. Quá nhanh luôn các bạn ơi. Quá nhanh luôn. Rồi quay 10. Rồi đặt. Tầm này đặt mọi người. Nhanh. Rồi ok, win. Rồi, đấy, 3 phút ok rồi xong. Nhiệm vụ của chúng ta là chờ hai con này nó lết tới thôi. Nhiệm vụ hai con này là chúng ta chỉ chờ hai con này tết tới thôi bạn. Quá easy luôn mọi người, quá dễ luôn. Rồi nhanh lên mấy fan, hình như con này 31 hay 20 máu nha, mong là 30 máu nha, đừng 2 máu là tôi không được nha. 30 máu đi. Ui hay quá, 40 máu luôn các bạn, quá tốt. Rồi. Ok, thế là mình đã hoàn thành trong vòng 3 phút 46 giây. Ừ, nói chung là đâu đấy gần 3 tới 4 phút nha mọi người. 3 tới 4 phút nhanh thì 3 phút rưỡi nha mọi người ơi. Đấy, nhanh hơn nữa là 3 phút nha. Wow, quá tuyệt vời. 3 phút bé lé, mọi người cứ tính đi, 3 phút bé lé nha các bạn. À, nếu mà làm nhanh là 3 phút bé lé nha. Đấy. Đấy mà nếu như các bạn đi một ngày là 3 phút này, một ngày là 60 tiếng nha. Đấy, bây giờ mọi người đi một quán 3 phút đúng không? Đó là được bé lé. Mà bây giờ một quán ba được ba lé mà cho được 10 quán thôi là 30 lé rồi. Đấy, 100 quán một ngày thôi là 300 lé. Đấy. Là các bạn muốn sở hữu một cái con như con này đi là bạn sẽ cần bao nhiêu đi bao nhiêu quán, thì chúng ta phải cần 3 nhân 50. Không, 3 nhân. Đấy là chúng ta phải cần đi đủ 33 quán. Chính xác hơn là 34 quán nha. Thì tại sao? 33 quán thì chúng ta đã được 99 cỏ rồi. Đấy. Mà 34 quán á, mà một phút là 3 phút là được một ván nha các bạn. 3 phút là được một ván nha. Đấy, mà một ván 3 phút nha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy thế là chúng ta một tiếng chúng ta có thể là đi tới 20 màn nha mọi người ạ. Một tiếng là chúng ta sẽ đi 20 màn nha mọi người ơi. Đó là chúng ta mọi người cày tầm cỡ 1 tiếng rưỡi là được nha. Đấy. Tầm 1 tiếng rưỡi là đủ nha mọi người ơi, tầm hơn một tiếng rưỡi là tới là các bạn để sở hữu cái con này cực kỳ nhanh rồi. Tuy nó hơi lâu một tầm 1 tiếng mấy thôi nhưng mà muốn sở hữu con này là không hề khó mọi người, hơi lâu nha. Đấy, với cái vận mệnh cày chay của tôi. Đấy. Rồi, là bây giờ là chúng ta đấy easy không mọi người. Khi mà đã cày chay mình sở hữu nó rồi thì bây giờ thì mình sẽ bán với giá nó rất là cũng khá là bình rẻ nha các bạn, 500 mấy thôi. Ừ, 500 mấy hơi chua tí nhưng mà vẫn có người mua nha. Nếu mà không ai mua thì tôi sẽ giảm xuống. Đấy, miễn sao là mình vẫn lời bạn, tại vì con này mình cày chay các bạn ơi. Đấy, 3 phút cứ 3 phút bè lẻ nha mọi người ơi. Và đỡ coi thử ai mua không nha. Ơ các mấy ông con bán 500 game kìa. 500 game hả? 499. Đấy. Bán 499 luôn cho nó rẻ mọi người, cho nó rẻ mọi người ơi. Đấy, này thì 500g hả? 500g với chúng tôi à. Sao mà đùa được. Con này mạnh lắm nha. Con này mạnh thuộc dạng là quá mạnh luôn, đi gọi là đi nightmare phải, gọi là một mình cân tót kinh lắm nha các bạn ạ. À. Rồi. Quá cháy. Ui. Ê, con mua 499 game kìa. Yeah. Mình bán được 499 game các bạn, kinh vai. Ui ôi.
Ngon các bạn ạ, ngon. Ủa 500 game hay mua mà 499 game lại mua. Thế là bây giờ là tâm lý rồi nha. Ui các bạn ạ, hiện tại là mình thấy là không có ai bán cái con này các bạn ạ. Thôi, không ai bán thì tôi bán. Các bạn ạ, các bạn hiện tại không, nếu mà không ai bán mọi người bán giá 590 chắc chắn là đảm bảo mua. Nếu mà có người, nếu mà không ai bán nha. 590 là giá ok rồi đó, là vừa lời vừa lũng rồi nha mọi người ơi. Đây là giá cày chay nha, nếu bạn sử dụng cày chay á, bạn chơi cái cách này là ngon. Đây là giá cày chay nha các bạn. Nhưng mà không biết ai mua với giá 590 của mình không. 590 là rẻ đâu đó. Rẻ bao luôn đấy. Bây giờ mình sẽ quảng cáo luôn cái con này tên gì ta? Lê ấy, Lep Brecha. Ui 559 à. Ba cái bọn này 559 thế kia thì thôi. Thế là mình chơi cái chiêu này nha. Nếu mà có người mua mình chơi cái chiêu này nha. 540 đấy, là nói chung là có người để ý rồi cho nên mới đặt cái bán, người ta có người bán rẻ hơn mà đấy, có người để ý là có người bán rẻ hơn đấy. Cái giá lời của nó là 540, còn cái giá gọi là gốc của nó là cái, nói chung là tầm 400 đấy, cho tới 490 nha. Quẹo lửa rồi ok. Oh my god, thank you bro. Rồi thế là chúng ta đã có bán được con đấy 540 game. Trời ơi. Wow. Hồi nãy mình bán một con rồi, đây là con thứ hai mọi người, 1000 game nữa bạn. Wow, hai con 1000 game, cứ hai con 1000 game, hai con 1000 game là tầm là 20 con thôi. Cứ 10 con nha. 10 con là bạn 500 game rồi. À đâu? Ờ đúng rồi. 10 con là 500 game rồi. Trời ơi, kiếm mà 10000 game không khó nhờ. Ơi kiếm 100000 game không khó nhờ, thôi rồi. Trời ơi, tính ra mình mới có wow có vài giây thôi mà bán quá lời quá lộ. Thực chất là mình cày chay thôi, còn bây giờ thì sao? Còn bây giờ thì mình đi vô chế độ endless, mình cày xu tiếp, mình đi bán tiếp. Đấy, cày hoa tiếp bán tiếp quá ngon hả? Yeah, một hồi mình cày là mình đã mua được cái con gì đây, con Leverage Show các bạn, cameraman. Mua. Yeah, và thế là mình đã có thêm 500, hơn 500 số bức nữa. Ngàn rưỡi. Nhưng mà bây giờ thì mình không bán mọi người thôi. Bây giờ mình sẽ gọi là đem video này lên để cho mọi người gọi là sử dụng cái cách này để đi cày cỏ bé lé nha. Cỏ búp lé nha. Ok, còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Bye bye mọi người nha. Bye bye.